Chào mừng bà con, cô bác, anh chị em đến với kênh kể chuyện họ Nguyễn Văn ở thôn Yên Bình. Nhớ đăng ký kênh, bấm nút like và chia sẻ nhé. Lời đề từ: thôn Yên Bình xưa trải dài từ Đông Nam sang Tây Bắc, Đông Nam giáp rú Cẩm Quang, phía Tây Bắc giáp chợ Đình với những cánh đồng cò bay thẳng cánh. Dòng nông Giang chạy ngang mang mạch nước hồ kẻ gỗ tưới tắm cho lúa cho người. Năm 2023 này Yên Bình đã thành thôn Nam Tiến, đổi mới văn minh, thuộc xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, đất Học, tỉnh Hà Tĩnh. Họ Nguyễn Văn xưa nay vốn chưa phải họ to, chưa phải dòng họ sản sinh công hầu khanh tướng. Nhưng Nguyễn Văn tự hào là dòng họ tính đến nay đã gần 200 năm lịch sử trên một miền quê Yên Bình đúng như tên gọi vốn có. Chúng tôi tự hào về mảnh đất Yên Bình, sinh ra tổ tiên mình, sinh ra con cháu mình. Đi đâu cũng muốn tìm về để thân tâm Yên Bình. Có Yên Bình trong thời thế mới soi chiếu lại được bổn tâm, mà ngẫm nghĩ, mà sống và làm việc sao cho xứng như Đức Phật từng răn dạy. Làm được thân người khó lắm. Biết trọng, biết giữ thân tâm cũng là cách hướng về tiên tổ, trân quý những gì cha ông đã bao công khó nhọc vun trồng, khai địa mở lối. Con cháu họ Nguyễn Văn thời 2023 này, người vẫn vui vầy với ruộng nương, chăn nuôi làm vườn, áp dụng công nghệ mới theo kịp thời thế để vận dụng cho cuộc sống ấm no. Người đi xuất khẩu lao động hòa nhập môi trường quốc tế, cống hiến cho GDP nước nhà. Những dòng ngoại hối lại ùa về góp phần dựng nên những ngôi nhà khang trang, những con đường mở mang chòm xóm văn minh hiện đại. Những người còn lại thì sinh sống và làm việc trong các thành phố đầu tàu kinh tế, các đô thị vệ tinh, là cán bộ đầu ngành, là kế toán, kỹ sư, công an, bộ đội, thầy cô giáo, nhà báo, doanh nhân, góp sức nhỏ nhoi cho đất nước phát triển thịnh vượng. Kể chuyện họ Nguyễn Văn ở thôn Yên Bình với tâm thế hướng về tiên tổ và hòa nhập thời thế là như vậy. Với mong ước là sợi dây tinh thần nối mạch suối nguồn về thế hệ ngày nay cho mai sau, cuốn sách sẽ chia thành 4 phần. Phần 1: gia phả thủa khai sinh lập địa. Phần 2: những người con nông thôn không tầm thường. Phần 3: đất lành sinh hiền tài. Phần 4: cho mai sau gìn giữ phát triển. Cuốn sách được sự chấp thuận của các bậc đức cao vọng trọng trong dòng họ, được sự kiểm chứng thông tin nhiều nguồn từ con cháu dòng họ, các chi tại địa phương xa và những người con ở xa, với mong muốn phổ cập cuốn sách trong nội tộc và phổ biến truyền thông, góp phần cung cấp lưu giữ dữ liệu lịch sử địa danh cho xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên phát triển giàu đẹp và gìn giữ truyền thống quê hương. Tác giả cùng các bậc lão thành và con cháu nguyện đem hết tâm huyết để xuất bản từng phần, từng tập trên kênh truyền thông xã hội YouTube với tên miền Kể chuyện họ Nguyễn Văn ở thôn Yên Bình. Khai hạ 2023, lòng thành báo đáp. Nhà báo Nguyễn Lê, hậu duệ đời thứ 6 dòng họ Nguyễn Văn ở thôn Yên Bình. Chào mừng bà con, cô bác, anh chị em đến với kênh Kể chuyện họ Nguyễn Văn ở thôn Yên Bình.